Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất. Quốc à, Quy quay trở lại với lại quý vị trong diễn đàn. Quy à, làm một cái bản tin ngắn này nữa thôi. Không thôi là để mình à, ngày mai mình sẽ lại quên mất. À, tin thì mỗi ngày nó mỗi dồn dập phải không. À, thì... Um, cái bản tin này đó quý vị biết là nó liên quan đến công nghệ Thì chúng ta cũng biết là vừa qua thì trong ngày hôm qua thì cũng có một cái bản tin là bộ trưởng bộ truyền thông thông tin ông Nguyễn Mạnh Hùng á Phát biểu là Việt Nam sẽ là một trong cái nước đầu tiên sử dụng mạng à, Việt Nam mình kêu là 5G Thì thật ra là, là 5G à, tức là, 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 là 5G đó Thì à, bữa nay quy lại đọc tiếp tờ báo nữa ở trên tờ báo này đó thì chế cái tựa đề là thủ tướng đồng ý cho thí điểm sử dụng tài khoản diễn thông để thanh toán à, thì bây giờ chúng ta coi qua bài báo xong rồi quy sẽ có những cái phân tích của quy trong cái việc này quý vị biết là trên cái này mới là kinh tế vĩ mô đầu tư nè thủ tướng đồng ý thí điểm sử dụng tài khoản diễn thông để thanh toán thì cái chữ của Việt Nam xài đó thì cái này quy Quy uh, giải thích chút xíu để cho quý vị anh chị em ở bên hải ngoại với lại nhiều, nhiều anh chị em đó, uh, hơi bị lúng túng trong cái chỗ cái chữ tài khoản viễn thông này nè. Nghe nó hơi bị lấn cấn nói thẳng ra là cái thẻ cào nạp điện thoại đó. Ừ. Tức là tức là như thế này, hồi xưa đến giờ đó cái kênh cái luật đó, và cái kênh chính thức của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam á tức là mua bán là thanh toán qua tài khoản ngân hàng qua qua tài khoản ngân hàng uh, và và nó nó mới gọi là chính thức còn không á đại đa số đó thật ra thì ở trong cái bài báo này nó có nói là Việt Nam chúng ta đó là hiện tại bây giờ chỉ có khoảng chừng ba phần trăm người dân sử dụng giao dịch bằng ngân hàng với lại thẻ thôi chứ còn gần giống như là 70 trăm á là người dân Việt Nam của mình á, là xài tiền mặt không à thực tế là như vậy và thậm chí có nhiều người á, là chẳng qua là công ty trả tiền rồi nạp vô trong ngân hàng nạp vô đã xong rồi nhận lương xong ra rút mẹ nó hết luôn à không có để đồng bạc nào trong ngân hàng hết á thì cái này thì quý vị cũng biết là trong bao nhiêu năm nay đó thì bên phía việt nam nó cũng lây quay cái vấn đề là họ cũng đã lây quay cái vấn đề là làm sao vận động được vàng ở trong nhân dân làm sao được uh, vận động ở trong uh, à, quy động được tiền làm sao cho để người dân tin tưởng vô nhà nước rồi này kia thì quý vị nhìn cái kiểu mà người dân mình gửi ngân hàng đó, thì quý vị biết là có tin vô chính phủ hay không chính vì như vậy đó tại vì cái niềm tin thì giao dịch bất động sản thì bắt buộc phải qua ngân hàng nhưng mà cái đó là luật nó là luật nhưng mà từ xưa đến giờ quý vị biết đó, là một có một cái kênh mà không chính thức nữa đó là sử dụng thẻ cào điện thoại thì hồi xưa đến giờ nó không có thành luật nhưng mà các bạn cũng biết là thật ra cái hiện trạng này nó xảy ra đâu cả chục năm rồi ba cái dịch vụ tầm bậy tầm bạ chat chat ở trên mạng với lại đánh bài đánh game online cờ bạc ở trên mạng đó cổng thông tin của ông Nguyễn Văn Quá đồ này kia đó đánh ở trên ba cái trang ba số tám đồ này kia với lại mấy cái 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 game đánh bài của Việt Nam đó. từ trước đến giờ là là họ thanh toán qua toàn là thẻ điện thoại không à Vậy thì cái kênh mà sử dụng cái thẻ thẻ cào điện thoại này đó nó được giao dịch như thế nào? Quý vị biết rồi. Quý vị anh chị em ở Việt Nam ai cũng biết á, ở bên ở bên hải ngoại thì có thể không hiểu vấn đề này, chứ ở bên Việt Nam mẹ trách xét nạp thẻ 500, thẻ thập thẻ 2 triệu. Ok, thiếu cha gì đầy ở trên Zalo với lại ở trên nhiều diễn đàn khác quảng cáo đùng đùng luôn kìa. Hả không? Rồi mấy cái trang mà cờ bạc đó, rồi mấy cái game cũng vậy. Tức là mấy cái cổng thanh toán đó đó thì thật sự là cái chuyện này nó có nhưng mà ở trong cái bài báo này đó tức là hôm nay đó là cái vấn đề là cái chính thức của Thủ tướng tức là Thủ tướng đồng ý nó gọi là thí điểm để sử dụng tài khoản diễn thông để thanh toán. Thì à, trước khi mà quy vô cái này đó thì quý vị biết là trên cái bài báo nó mới đăng là chiều ngày 15 tháng 1 phát biểu tại hội nghị triển khai kế hoạch năm 2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết chính phủ đồng ý việc thí điểm sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán nhỏ lẻ. À, ông trong bài báo này đó thì có nhắc lời như vậy. trong phần phát biểu kết thúc hội nghị, thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết chính phủ sẽ đồng ý cho thí điểm sử dụng tài khoản viễn thông. À, trước hết cho thí điểm ở một đơn vị viễn thông. thì quý vị biết là thủ tướng hiện tại bây giờ đó là ông phúc, ông đang đi thăm cái chỗ zalo. 4.0 nơi nào có người việt nơi đó có zalo thì các bạn cũng biết là cái hệ thống zalo hồi đó là là, là tuyên truyền là sẽ mạnh rồi này kia hiện tại bây giờ quy không biết là nghe đang nói là có khoảng chừng à, à, mấy chục triệu bốn mươi mấy triệu tài khoản người việt nam sử dụng trên khắp thế giới đó thì ở trong này nó trong cái trên cái trang cà phê việt nam nó mới trích dẫn có cái bài như thế này thủ tướng là không có biết không biết tiếng anh nhưng mà thủ tướng biết tiếng tàu Thủ tướng nghe ông Tập Cận Bình nói, thủ tướng nói chuyện với Jack Ma. Đây 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 đây. Tại hội nghị ASEM vừa rồi, ông Tập Cận Bình nói rằng ở Trung Quốc thanh toán điện tử chiếm tới 84%. Còn ở Việt Nam mình thì ngược lại. Jack Ma của Alibaba nói với tôi là một năm kiếm được mấy chục tỷ đô la nhờ làm thanh toán điện tử trong dân, mình phải nhanh chóng làm cái này. Nó vừa chống tham nhũng vừa chống tiêu cực vừa nhanh chóng tiện lợi cho người dân ở vùng sâu vùng xa. Chính phủ đồng ý chủ trương dùng tài khoản diễn thông để thanh toán nhằm thúc đẩy nhanh mạnh hơn thanh toán điện tử chứ không chỉ ngân hàng làm điều này, thủ tướng nhấn mạnh. Ok. Bây giờ bây giờ khi quý vị đọc cái tin này xong á, quy uh, quy nói cái điều này tức là theo cái cách nhìn của quy thôi, theo cái thiện ý của quy trong cái vấn đề này thôi. Thì quý vị biết á là hầu như á cái chuyện mà ngân hàng ở tại Việt Nam á quý vị biết rồi là người dân Việt Nam của mình á, là là ít có sử dụng trừ khi nào bắt buộc thì người dân mới sử dụng hệ thống ngân hàng còn nhiều á ok được 300 bên nước ngoài gửi về cất bóp chứ không đâu ngu gửi cho mày đâu ok lâu lâu bên nước ngoài gửi về cho 1 ngàn lấy 1 ngàn lộ tiền mặt ngồi đếm cho sướng tay tại sao giữ ở trong bụng nó chắc thật sự vậy ký ca ký cổm ông uh, làm được 5 triệu 10 triệu <laughs> 20 triệu ra mua khâu hai khâu về lấy cái kim tây sâu nó lại rồi dắt lưng quần chắc cú đào cái lỗ bà nội đào đào cái lỗ chôn dưới đất chắc cú mà gửi trên đó một ngày đẹp trời tự nhiên nói <laughs> số tiền của quý khách là không đào không biết nữa tự nhiên đâu không cánh mà bay cái chuyện đó đương nhiên người dân Việt Nam mình thấy khôn lắm thấy không nói chứ khôn lắm nói gì anh chị em biết không ví dụ như ở bên nước ngoài á là trong nhà không có tiền nhưng mà tôi bảo đảm luôn ở bên nhà Việt Nam ai vô đào đào thấy gì ách lít cũng phải có một lượng hai lượng phòng thân á chắc cứu là như vậy hoặc là đô la rồi cũng vậy nữa ở bên này lâu lâu có có em thằng anh gì đó gửi về cho ngàn độ thủ thủ rồi ngàn là ngàn là 10 tờ đâu mười 10 tờ Franklin đâu mà đếm đếm cầm tay vuốt cho nó sướng thấy không thành ra ai cũng vậy cái đó tâm lý chung rồi bây giờ đến cái chuyện bây giờ quý vị biết á là đó nếu mà nếu mà như vậy đó thì á à, thủ tướng mới nói là tưởng sao học của ai học của tập cận bình ồ ghê không tiếng anh không biết nhưng mà tiếng tiếng tàu biết nha ông tập cận bình nói rằng trung quốc thanh toán điện tử chiếm tới 84% còn việt nam mình thì ngược lại giấc ma của alibaba nói với tôi là một năm kiếm được mấy chục tỷ đô la nhờ thanh toán điện tử trong dân mình phải nhanh chóng làm cái này bây giờ hỏi quý vị nè Ủa bộ đợi Bộ phải đợi đến đến ông giác ma nói mới làm hả Các nước người ta làm cái này mấy chục năm rồi ông ơi Tưởng sao Bây giờ loại ra ông giác ma gốc cuộc là cái gì Cái công nghệ đem về toàn là công nghệ Trung Quốc không à Ok rồi bây giờ bây giờ quy, quy mới nói quy nói quý vị nghe nữa một cái vấn đề nữa cái chuyện mà thanh toán qua thẻ thẻ cào điện thoại này có lâu rồi quý vị nhớ trong vòng hai ba năm nay không ở trên Facebook tự nhiên lộ lên cái ô oh, hello à, anh bảy tức là nó hát nít á anh khỏe không anh có biết thẻ diệt theo không nói biết à, bây giờ em đang cần 500.000 à, tiền thẻ diệt theo á, cần khoảng 10 thẻ tại vì nó hát nít của người thân á nó kêu mình cào thẻ hỏi quý vị á khi mà cào cái đó nó lấy nó lấy cái đó nó bán cho ai tức là nó cũng có rồi rồi bây giờ cái chuyện bây giờ hướng tới nói rằng là à, tiện lợi cho người dân ở vùng sâu, vùng xa rồi không có nói chuyện cái chuyện mà hô thanh toán điện tử này mà chống tham nhũng làm sao chống tham nhũng được bây giờ chẳng lẽ bây giờ đi chạy xe tại chạy xe ra ngoài bị cảnh sát giao thông thổi lại có thẻ theo không? có thẻ Vina không? cào cho anh 500 làm gì có thì bây giờ cũng dễ thôi thanh toán điện tử dễ thôi đâu có cần đâu tao mua cái thẻ điện thoại tao gặp cảnh sát giao thông nè mới mua thẻ 200 nè đưa cho anh luôn Nó còn tham nhũng Nếu mà nói chống tham nhũng Thật sự ra tham nhũng cỡ nào cũng lấy được hết đó Quý vị anh chị em biết không bây, giờ nếu nói trong cái vụ thanh toán điện tử Bây giờ mình đưa mình đi từng bước một Bây giờ nói chống tham nhũng Thật sự có chống được không Bây giờ đi mua cái thẻ cào đúng không Ok Bây giờ tôi mua cái thẻ cào 500 ngàn Hoặc là thẻ cào hai cái thẻ cào là một triệu Ở Bây giờ giao thông nó thổi vô vô cái quét Quắt tiếp thị sửa lại Ok mày nói ảnh cho tao đi đưa mày hai cái nè thì giờ cầm hai miếng đó về, rồi bây giờ nó còn dễ hơn nữa ngày xưa đó là còn phải đem cái thẻ đó ra đổi lại, còn bây giờ khỏi nạp vô trong cái phone xong rồi lên bấm ok hai két bia bốn két nước ngọt gì đó rồi bấm cái kịch một cái nó là nó thành tiền, rồi bây giờ nói chống tham nhũng hả à? tôi lấy cái đó tôi mua tôi đổi thành tiền cũng được vậy, các anh chị em biết không? Nó không phải cái vấn đề nó không phải là cái chỗ chống chống tham nhũng cái vấn đề nó là không phải là nằm ở chỗ chống tham nhũng trời ơi tham nhũng gì cái kiểu như việt nam bây giờ nếu mà thật sự mà giao dịch điện tử thiệt á là ngân hàng qua ngân hàng thì được còn nói cái này dùng dùng cái tài khoản diễn thông tức là ăn còn giữ bạo hơn nữa đâu bây giờ từ đây về sau khỏi đâu mà thẻ việt theo 200 thẻ xe xe, xe đạ xe honda hả xe trung quốc thẻ 200 xe sh thẻ 500 xe hơi hai thẻ mỗi thẻ 500 trăm triệu được không? đó tính chiều vậy tao cầm đóng thẻ nè Thay vì phải đi cái, cái thẻ đó đổi lại bây giờ khỏi ổng nạp vô trong máy xài dần Bây giờ nạp vô 10 triệu Nạp vô 5 triệu Đồ cầm 5 triệu đó ra mua đồ Mua cái đồ khác dịch quay cái gì đó Xá xíu bốn thùng bia hai tám thùng Henneken Đồ bấm cái có liền Phải không Thành ra nói cái vấn đề Chống tham nhũng á nó không có đúng Quý vị anh chị em hiểu, hiểu ý quý nói không nó gọn luôn nữa Bây giờ cái thẻ 500 nó tham nhũng còn bạo tàn hơn nữa Không có phải Cái vấn đề nó nằm ở cái chỗ như thế này Tức là muốn Bây giờ đó Gọi là quy động thêm Cái tiền ở trong người dân Thêm để cho nó nằm nó chạy Tại cái đồng tiền tươi đó, đó không có được lưu hành Tại vì nếu mà người dân mà Tại vì các bạn có biết đó, là Tại vì thật hầu như đó, Các cái, cái khoản mua bán nhỏ lẻ Bên Việt Nam của mình đó là sử dụng tiền mặt không à và thậm chí bây giờ đừng nói nhỏ lẻ cỡ chừng khoảng 50 triệu, 100 triệu trở lên nhiều người sách một cọc tiền gì không à. Người ta không có thông qua hệ thống ngân hàng mà theo cái thống kê ở đây nó nói đó là hiện nay nhà mạng á, có kênh thẻ cào rộng, phủ rộng và nếu sử dụng tài khoản diễn thông để thanh toán á, một số dịch vụ sẽ tiện lợi. Hiện tại đó tài khoản viễn thông phủ sắp xỉ 100% dân, dân số trong khi đó tài khoản ngân hàng chỉ có 30% quý vị anh chị em thấy không chỉ có 30% thôi rồi chính vì vậy đó là đề xuất chính phủ cần sớm có chính sách cho doanh nghiệp diễn thông tham gia vào lĩnh vực thanh toán điện tử phải không thực tế ra đó, cái vấn đề này đó quý vị biết ở trong buổi làm việc này ông tào đức thắng phó tổng giám đốc tập đoàn việt theo cũng đề nghị tương tự vì nếu chính phủ cho phép thì ngày ngay ngày hôm sau ngân hàng điện tử có thể phủ tới 100% dân bây giờ quy nói cho quý vị anh chị em nghe tức là bây giờ đó những cái hãng viễn thông ở việt nam là ai những hãng viễn thông việt nam là toàn là hầu như là công ty con của nhà nước hết viettel là ai viettel cũng quân đội ra vinaphone cũng cũng bưu chính viễn thông đi ra à mobile phone cũng vậy à mấy cái nhà mạng bây giờ đó ở tại việt nam tất cả đều là của nhà nước hết Nói một cách khác có cổ phần cổ gì đi nữa Thì cũng là của mấy ổng chống lưng phía sau hết Bây giờ mấy người diễn thông á Nó muốn cạnh tranh với mấy ngân hàng Quý vị anh chị em biết không Thay vì đó người ta gửi vô một cục tiền Mà cái độ phủ rộng 100% Thấy không Người ta bỏ vô một cục tiền Thì bây giờ cái người dân nó không có tin ngân hàng Nhưng mà nó phải xài Quý vị anh chị em thấy không? Thành ra đó là mới đem giấc ma về mới học cái chiêu của giấc ma, tức là cái chiêu này là cái chiêu của của Trung Cộng đã từng sử dụng rồi. Tức là người dân của Trung Cộng nó không có gửi tiền ngân hàng mà nó xài bằng cái cách nhỏ lẻ. Thì bây giờ bán những cái mặt hàng nhỏ lẻ đó, thấy không? Những cái mặt hàng nhỏ lẻ đó thì bây giờ làm sao? bây giờ quý vị biết á là hồi nào giờ cũng vậy tất cả những cái công ty nhà nước của việt nam nó ra kinh doanh tùm lum á thằng quỹ điện lực nó cũng ra kinh doanh nhà nữa thằng việt teo này cũng vô thị trường chứng khoán rồi cũng tùm lum tà la kinh doanh tùm lum mảng á đó, đó mà nó đụng đâu thua đó đụng đâu lỗ đó quý vị biết rồi rồi bắt đầu tìm mọi cách để quy động nguồn vốn ở trong dân để gửi nhưng mà bây giờ không có thì bây giờ làm sao phải tạo ra một cái kênh mà khi mà tạo cái kênh này ra đó thì cái đồng tiền nó sẽ hút cái đồng tiền nó sẽ hút nó chảy vô thay vì phải quy động thì không quy động được thì khi mà tạo ra cái thông tin này nó tức là cái mục đích thật ra nó cũng không phải là để chống tham nhũng nói chống tham nhũng không đúng nói chống tiêu cực không đúng tại vì muốn tham nhũng mà cho xài cái thẻ cào này để hợp thức hóa thành có thể giao dịch được bằng tài khoản viễn thông thì đâu có cần phải lấy tiền mặt nữa đâu tôi đi tôi gặp cảnh sát giao thông tôi đưa mẹ nó tờ nó đi vô ký giấy tôi đưa tôi đưa cái thẻ cào xong đưa cái thẻ cào còn gọn hơn nữa nó còn dễ hơn nữa. Quý vị biết không? Thì bắt đầu nó trở thành cái gì? Tự nhiên cái thẻ cào điện thoại nó trở thành giao dịch thành tiền mà nó còn gọn hơn nữa. Tức là tham nhũng còn nhiều hơn chứ không có phải hết. Thấy không? Thay vì quý vị hồi đó quý vị phải đưa một tờ 500 thì nhìn thấy nó trở thành cái tờ tiền, nhưng mà khi quý vị mua cái thẻ cào á 500 á là nó trở thành tờ giấy. Đúng không? Mà bây giờ cái thẻ cào đó hồi đó nó còn phải đem đi đổi để thành tiền Còn bây giờ khỏi cần phải đổi nữa Nạp trực tiếp vô cái máy xài luôn Đâu sao đâu Thấy không? Thì nó là hút tiền Tại vì một thì thật ra 100% dân ai cũng có điện thoại đó Bây giờ 90 triệu dân, 90 mấy, 92 triệu dân Thì thế nào cũng, trong đó cũng phải có 90 triệu người dân xài Thì bây giờ mua bán cái này Thì chính vì như vậy đó bắt đầu những cái hãng nó nó tạo cái cơ hội cho những những cái 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 công ty viễn thông nó bắt đầu nó bắt kèo với những cái công ty khác các bạn có biết á nó khi mà chưa có hợp thức á nó còn đánh bài còn bảo rồi bây giờ hợp thức đánh bài còn bảo hơn nữa thấy không thật ra nó đâu có nó có đi đến đâu mà tự mà trong này tôi chỉ có khoái như cái chỗ này thủ tướng nói hội nghị ACM vừa rồi ông tập cận bình nói rằng trung quốc thanh toán điện tử à còn việt nam ở à, gì Jack ma alibaba nói với tôi là một năm kiếm mấy chục tỷ đô la nhờ thanh toán điện tử trong dân tưởng đâu thủ tướng học với ai ồ vậy là thủ tướng biết tiếng tàu nha nghe Jack ma nói lại nha Thấy không quý vị chị em biết không thật rồi cái hệ thống viễn thông của việt nam mình xài là của ai hệ thống viễn thông việt nam của mình á là xài là của trung cộng hầu như là trung cộng và chính thủ tướng là cái người á mời tập đoàn gti vô là thủ tướng bây giờ năm ngoái là thủ tướng mời luôn cả hữu quầy vô mà bây giờ các bạn biết hữu quầy á, là một trong bây giờ đi qua bên Mỹ á, ăn cắp ăn trộm ở bên đó rất là đông bây giờ cả thế giới bây giờ Châu Âu nó tẩy chay Mỹ nó tẩy chay bây giờ Việt Nam mình á, là chỉ có dân Việt Nam mình mới xài thôi thành ra dân Việt Nam mình là cái nước á, là được sử dụng cái mạng 5G đầu tiên nghe nó đã dữ lắm luôn trong khi đó mấy nước kia nó sợ bây giờ 5G của Việt Nam xài là của ai? 5G của Việt Nam xài là của ai Tôi bảo đảm không phải của Trung Cộng Tôi làm con mấy bạn liền luôn Thấy không <laughs> Thấy chưa Nên thành ra nói Nói là cái chuyện mà thanh toán Thanh toán bằng thẻ cào này Là để đồng ý như vậy Để thúc đẩy người dân không có phải Nó là một cái kênh hút tiền mới Ok Nó để cho cái đồng tiền nó chạy hơn Và bắt đầu là nó sẽ lại bị cái gì Nó sẽ lại mạch cái kênh cái kênh mà sử dụng thẻ cào này bảo đảm sẽ nhiều hơn là giao dịch ngân hàng bây giờ thiếu nợ vậy ok thiếu nợ 300 chuyển cho mày 300 300 qua 300 lại phải không thì thì các các, các bạn các bạn sẽ thấy đó, nó sẽ còn bao nhiêu cái nữa chưa tính đó, nó sẽ bị nó sẽ bị cái gì nó sẽ tạo ra gọi là cạnh tranh không công bằng đối với lại những cái doanh nghiệp ngân hàng bây giờ những doanh nghiệp ngân hàng của nước ngoài nó đầu tư vô Việt Nam làm sao nữa Tức là bây giờ công ty viễn thông dành luôn cái phần của tụi ngân hàng luôn. Quý vị anh chị em thấy chưa? Nó dành luôn cả cái phần của của giao dịch của ngân hàng nữa. Tức là từ từ á nó nó không phải là cái hệ thống ngân hàng nữa mà nó trở thành giống như là à, những cái tổ chức tín dụng nhỏ vậy đó. Thì bây giờ lại đây là cái món mồi ngon. Chính vì như vậy đó các bạn cũng biết á thì quy nói trong cái việc này ở đây đó thật ra đó thủ tướng nguyễn xuân phúc á, là bị mấy cái thằng diễn thông nó dụ nó thổi lỗ tai ổng ở trong đó có việc theo nó ngon quá đứng nó canh me đứng kế bên mà thấy không rồi à, nguyễn mạnh hùng đi đúng rồi đúng rồi đúng rồi thì bắt đầu mấy thằng kia nó chạy vô thì bây giờ dân việt nam mình không có lựa chọn nào hết nó no choice. phải xài thôi thì nó nó cũng tiện nó cũng tiện cái là cái gì bây giờ ok thiếu nợ thiếu nần mua mua cái gì đó mua sữa mua gì đó order ship gì đó đi chạy xe grab gì đó bấm kịch kịch kịch, kịch vô trả tiền nó dễ hơn thấy không thành ra thành ra thành ra quý vị anh chị em thấy đó cái việc này không phải là cái chuyện chống tham nhũng nói chuyện chống tham nhũng đâu không ấy nhưng mà học cái gì học tây phương không học đi học của trung quốc trong qua cái bài phát biểu này đó quy thấy là tức là cái gì cũng trung quốc đó, đó, đó. Ông Tập Cận Bình nói gì, ông Giác Ma nói gì Đi học cái gì ông học tưởng đâu chơi với Tây Phương, chơi với Đức, chơi với Nhật Bổn hay là sao Nên tới ông ông Giác Ma ông nói với tương gì, ông Tập Cận Bình nói với tương gì Ở bên đó tháng 12 này nó chết ngắt Đi học sẽ có mô hình đó Cái đâu có gì mới đâu, cái này là bắt trước Bắt trước của Trung Cộng Chứ đâu phải là mới đâu Đâu phải sáng kiến gì đâu bắt chước Thành ra quý vị biết đó, Đây là một cái lobby Tức là một cái cuộc vận động của mấy cái hãng viễn thông Nó muốn giành ăn với cái phần của ngân hàng Quý vị anh chị em thấy chưa Họ muốn Đây là những tập đoàn như Viettel Hay là Vinaphone, Mobile Phone Đồ này kia đó Nó là nó muốn giành ăn với lại ngân hàng Ở trong cái vấn đề chuyển giao dịch rồi bắt đầu nó chuẩn bị nó phát triển Sắp tới nữa là những cái hệ thống cửa hàng trực tuyến Rồi bắt đầu mới liên kết với Alibaba Ok Thành ra quý vị anh chị em thấy đó Thì đây là cái sự đánh hơi trước Bây giờ Amazon nó chuẩn bị nó vô Việt Nam rồi Quý vị anh chị em thấy không Amazon nó chuẩn bị vô Việt Nam rồi Amazon các bạn biết rồi Nó là một cái chợ Bây giờ nó ở bên Mỹ nó bán mấy người kia má nhận ra luôn á Nó vô Việt Nam nó sẽ cạnh tranh với nhiều cái thằng khác nhau Thành ra đó các bạn mới biết á, là cái sự đi tắt đón đầu này á, là để vận động chứ còn nói cái danh chính ngôn thuận nó để chống tham nhũng, để nâng cao, để sự tiện lợi cho bà con. Thật ra họ cũng có tiện con khỉ gì hết đó. Thấy không? Thì mình coi nhưng mà trong qua cái bài báo này đó mình đọc á, mình thấy là cái chuyện uh, Bộ Thông tin Truyền thông cho biết á, sẽ đề xuất thí điểm á, Mobile Money cho phép khách hàng chuyển tiền mua sắm Thông qua tài khoản diễn thông, điều này sẽ giúp cho thanh toán điện tử đến với mọi người dân dù bất kỳ đâu và nó làm cho cái tính kích thích kinh tế, thật ra nó kích thích kinh tế thì nó cũng không có phải thật sự là kích thích kinh tế đâu, phải không? Nhưng mà nó nó sẽ tạo cái điều này đó nó làm cho nó làm cho cái kênh quy động tiền á, của của nhà cầm quyền á, nó sẽ phát triển hơn. Quý vị anh chị em biết không? Tức là hồi nào đến giờ đó tại vì sao? Bây giờ quy động trong tiền trong túi dân nhiều quá Quy động không nổi Mà các bạn có biết cả có quốc gia như vậy đó Mà có 40% người dân sử dụng giao dịch ngân hàng à, Có 30 rồi à. Mấy người mua bán đất hay là mua bán những cái gì lớn đó, Người ta mới cần giao dịch ngân hàng Và cái luật nó bắt buộc Thành ra bây giờ sao Những cái mặt hàng nhỏ lẻ hầu như cái nước của mình Là cái nước xài tiền mặt Thì cái chuyện này nó cũng có cái mặt tốt của nó nhưng mà bây giờ mà nói cái việc này á, mà để chống tham nhũng, chống tiêu cực á, thật ra tiêu cực lúc nào cũng có. Các bạn cũng nhớ biết rồi trong chục năm nay ba cái vụ đánh bài, đánh bạc, cờ bạc ở trên mạng, chách xét ở trên mạng, sử dụng thẻ cào không á chứ cái gì. Phải không? Số hàng năm chục ngàn, xô hàng trăm ngàn quảng cáo đầy ở trên Facebook đăng thùm lum lên nó đăng đầy ở trên mấy cái diễn đàn hết trơn á trăm ngàn thẻ vina trăm ngàn thẻ viettel đầy ở trên đó hết đó, rồi đánh bài ba lá ba cây gì đó tùm lum tà la trên đó ở nhiều bao nhiêu cái trang đó Thấy không thì đúng không thành ra thành quý, quý vị anh chị em coi thật ra là không có phải nó là một cái kênh để quy động tiền thêm thôi và cái này đó là những cái quý vị sẽ thấy đó, đây là cái cuộc chơi của những ông lớn bắt đầu đó, cái đám diễn thông mà của nhà nước núp bóng á cái đám viễn thông của nhà nước núp bóng á nó sẽ cạnh tranh với lại cái hệ thống ngân hàng các bạn biết chưa nó sẽ hệ thì cạnh tranh với cái hệ thống ngân hàng mà những cái ngân hàng mà à, đúng rồi đá gà đồ này kia tùm lum tà la trên đó đó từ trước đến giờ rồi bây giờ cái này có cái này ra đó đừng có nói chống tham nhũng mẹ tham nhũng còn nhiều bạo tàn hơn nữa còn thật sự đó bây giờ bây giờ bây giờ quý vị anh chị em thấy là mình nhân cái chuyện này đó mình nói lại cái việc mà quý vị thấy đó việt nam nói là sử dụng mạng mạng 4 g gì đó mạng 4g 4g đó. quý vị anh chị em thấy đó Thật chất ra đó cái 4g việt nam xài có được không quý vị đứng ngay cái chỗ đó thì quý vị xài ngon quý vị chạy xịt đoan chút xíu là hết mạng nó rồi cái lên cái tốc độ đoan gì nè Hôm bữa vừa rồi mà tôi thấy có một cái ông nội lúc mà bắt đầu mới giới thiệu thử nghiệm 4G á Cây kim chạy lúc chỉ gì luôn, ồ bữa ghê lắm, xài còn mạnh hơn bên Mỹ nữa Mình nói gì ghê vậy, mạng 4 Việt Nam ghê, ủ Việt Nam là tốc độ bây giờ mạnh ngang ngửa thế giới Hơn thế giới hơn bên Mỹ luôn Mình nói à, à đúng rồi đó, hơn bên Mỹ là khi nào mày ngồi ở chỗ cái tòa nhà đó đó Chui vô trong cái chỗ của Viettel ngồi á Thì chơi mạnh hơn bên Mỹ thiệt ra khỏi chỗ đó chừng khoảng chừng hai hai ba cây số thử coi có mạnh hơn trời tôi dòm tôi nói chạy cái gì việt nam mà hô phô xê cái gì ở ngoài đường mẹ livestream hình bông 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 hộp hột hột hộp hột, 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 gì nè chạy không nổi luôn với mà hô bông gì là mạnh đó việt nam một trong những quốc gia phát triển mạnh đó tại chẳng qua không có thì xài đây ngồi ngay cái chỗ trụ sở đó đó thì ngon đúng rồi nghe chủ sống á đồ cái kiếm chạy lúc vậy nè lúc mà mình đo tốc độ á upload download gì mà đủ upload lên ba mươi mấy đủ upload lên 35 mươi lăm mét xe cần ghê lắm á ngầu ngon hơn mỹ á ở bên mỹ quy xài kìa có 25 mà còn mà download đó đủ trăm mấy luôn 120 mấy luôn tôi nói cái gì ghê vậy nhưng mà rốt cuộc khỏi ảnh ra nay là test thử ngồi hỏi tưởng ngồi ở đâu ngồi nghe cái trụ sở của việt luôn thì đúng rồi má ơi mày ngon mày chạy ra khỏi chừng một hai cây số đi mày thấy cái cảnh liền còn người ta bên này người ta yếu nhưng mà người ta đi đâu nó cũng đều 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 nó giống nhau ở nhà người ta coi này kia phải không? thì ở à, ừ, quý vị anh chị em thấy rồi tức là thử nghiệm thì đúng ở đâu cũng vậy đó ok mày vô đúng trụ sở đó mày ngồi đi thì nó đúng đứng ngay cột sống chứ còn mày chạy ra ngoài đường nữa coi trời ơi, đây nè có nhiều người trên mạng nè quay thử cho tôi coi like rồi nè ở nhà luôn đó xài có được đâu thì cái tốc độ giả dạ, tại vì sao nó bị bóp cái cái của người ta yếu nhưng mà thì mạnh là mạnh mạnh là mạnh ở bên bên các nước nó mạnh là tại vì sao người ta không có cao nhưng người ta đều đều làm sao thí dụ như Ok tốc độ upload của người ta Ví dụ như là 45 50 là người ta trong cái khoảng 50 cho đến 40 người ta nhích lên nhích xuống gì thôi Ok tức là cái 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 cây kim mà đo tốc độ á Các bạn biết không upload đó còn cái tốc độ mà upload đó là 25 Mà người ta từ 25 đến 20 người ta đều nhau Nó chỉ có xê dịch 5, 10 với 7 thôi Thấy chưa Hoặc là cái tốc độ download cũng vậy Người ta lên ao 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 vậy. Nhưng mà người ta lúc nào người ta cũng ổn định vậy Còn Việt Nam mới lên vút gì Giật phát Lên phát Giật phát Người ta không có cần cái kiểu đó Bây giờ nói cái xe tôi mạnh lắm Quý vị tưởng tượng á Giống như quý vị thấy á, là nói cái xe tôi mạnh lắm Mạnh mà quý vị chạy kiểu gì nè Nó có giật phát Mạnh cái kiểu đó tao cũng chết nữa Ối với mày luôn á giống như cái thằng mà chạy xe mà cứ gồ ga rồi buông ga như vậy đó người ta mạnh là người ta lên người ta phải lên điều vậy rồi giảm từ từ rồi người ta lên điều vậy thì nó mới thấy còn cái này giống như chiếc xe mà giựt phát quý vị tưởng tượng quý vị ngồi cái chiếc xe mà nó, nó chạy nó cứ nhõng đầu lên, mạnh lắm chiếc này chạy bốc đầu hoài bốc đầu kiểu đó bà cố nổi tôi tôi cũng không ham nữa Không? nó nó y, chang gì đó internet quý vị mà mở cái cái kim lên đo tôi kêu nhiều người bên việt nam đo lắm rồi nó cái chạy vậy nè ok Đấy không quý vị anh chị em nói đừng có nói mà lên lũng cứu vậy bây giờ nào quý cho quý vị coi nè thí dụ như đó, quý vị coi ở trên mạng nó có cái trang nó, nó có nó có trang speed test đúng không quy quy nói nè ok quý vị ở trên ở trên mạng nó 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 có cái trang speed test không biết là ở bên việt nam quý vị có không chẳng hạn như vậy đó bây giờ quy có cái trang speed test như vậy đúng không? À mình đi vô cái trang speed test tới đây tốc độ bây giờ quy bấm nè đó coi cái cây kim nó chạy nè thấy chưa cái kim người ta chạy nè tôi là lúc cán nè đó là ở nhà quy là xài cái cái loại mạnh nè đúng không quy xài cái loại tốc độ mạnh nè đó thấy cây kia không? Quy chạy quy cái tốc độ mà download của quy là 300 trăm second là nó đúng như vậy là 265 còn upload của tôi á đó, đó là nó chạy lên như vậy đó nhưng mà lúc nào người ta cũng ổn định người ta không có bị giật lên hay giật xuống còn Việt Nam buổi sáng thì 15 buổi chiều thì hai chục thấy chưa đó lúc nào mình biết đó upload của mình bây giờ là 14 quý vị anh chị em thấy chưa mà nó đều như vậy luôn ngay cả trên cái phone cũng vậy thấy không người ta chạy lên vậy đó upload đúng 14 là 14 mà 13 là 13 lúc nào nó cũng ổn định còn á cái này phải oh, không ta còn còn cái này phèo phèo rồi cái giờ buồn 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 cái buổi chiều cái tuột xuống mà mày có hai ba à nó sao kỳ vậy cái này em mua mạnh lắm nói mạnh 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 mà mày gặp đúng cái lúc cái chỗ đó thì thôi chứ mạnh mẹ gì thấy không nó giật 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 giật, giật, giật gì nè thì thành ra ý mình nói cái, cái 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 mà cái thật sự là cái dịch vụ mà được cung cấp á không? Thì đó mình 14 tại vì tại vì cái Việt Nam quy quy xài vậy nó cũng tùy theo cái giờ. Tại vì quy trả cái số tiền cũng ít thôi. Quy không có quy quy không có xài nhiều, quy xài vậy là quy livestream đủ rồi. Nhưng mà của tôi nó 14 15 là nó đúng 14 15 quanh năm suốt tháng cũng đúng 14 15. Các bạn có biết đó, vừa rồi đó một cái một cái vụ kiện ở bên Mỹ này á mà cái công ty diễn thông nó phải đền cái thằng cái hãng nào nào quên mất rồi nó phải đền cho khách hàng á, tại vì nó cam kết ở trong hợp đồng á, là nó cung cấp là upload là phải 25 mà thật sự ra nó cứ cung cấp cho người ta có 14 15 hoài à người ta canh me đúng một năm trời như vậy đó ngày nào người ta cũng ghi dữ liệu lại đó người ta quất một cái cái công ty nó đền tới một triệu mấy luôn một triệu mấy đô tại vì mày không có đúng cái hợp đồng cung cấp đó quý, quý vị anh chị em thấy không Cái download nó khác Cái upload nó khác Có nhiều người Việt Nam nghe quảng cáo 500, 400 nhưng mà 400 download Người ta đâu có cần livestream là người ta cần up Mà thường thường ít người đó Cái cam kết đâu có đúng nó cam kết đúng Đúng là khi nào mày ngồi trong trụ sở Thành ra nhiều người nghe quảng cáo Nghe là nghe vậy thôi đó là một vài cái mà thông tin mà quý nói bên lề cho quý vị anh chị em nghe thành ra nhiều người nhiều người nói ủa sao kỳ với em xài 4 g á 4 4 g á 4 g ở bên bên này quy xài á upload đó là 25 mươi Thành ra quý vị thấy đó nhiều lúc nhưng mà có nhiều chỗ quy đi quy vẫn còn bị mất nữa là tại vì chỗ đó không có sống chứ không có gì hết trơn á còn tôi chạy trên đường á lúc nào tôi livestream cũng rõ bưng hết đó là nó 25 là nó 25 25 đều lắm chỗ nào cũng đúng 25 đấy không đó, đó đó là cái 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 một một vài điều mà quy nói vậy đó thành ra quy ngồi quy nói trời ơi đem những cái công nghệ mà của của mà bốn đem công nghệ mà của tung của đem về mà hô kêu mà xài rồi gặp cái hệ thống pháp luật của việt nam mình nữa mà hô cái này mà hô thanh toán qua thẻ cào mà hô chống tham nhũng bà cứu nội tôi với chống tham nhũng ok tiện lợi thì có nhưng mà nói chống tham nhũng sao được không biết nó đợi đi hô lành Việt Nam mình nó năm 2019 này sẽ là nước đầu tiên sử dụng mạng 5G đó ờ, ok rồi đem ra thử nghiệm chạy thử đi và quý vị biết rồi bây giờ mấy cái hãng ở bên Mỹ này đó là cái gì mà khủ quậy GTI là ho mẹ làm ơn đi không có mua mà những cái hãng của Trung Quốc mà muốn mua chip của Mỹ đấy cũng vậy nữa bây giờ là phải coi lại xem xét lại Ờ không biết làm sao nữa xài một ngày đẹp trời đang ngồi ở nhà Ô việc cơm băng hả chuyển trăm triệu hả bấm cái ủa đâu mất tiêu rồi Chứ làm sao Thì rốt cuộc mấy cái modem mấy cái gì mấy cái gì đường đường cáp quang cáp gì internet gì đó gắn vô trong nhà đó treo lên mấy cái cục đó của ai Cũng không không GTE thì cũng hủ quầy, không hủ quầy cũng GTE chứ gì thành ra đó thành ra thấy các bạn thấy đó tại sao tại sao tại sao quý vị thấy là tại sao là cái người việt nam mình xài tiền mặt đừng có nói bọn trẻ châu dư luận viên với mấy người mà mới bày đặt chân ướt chân ráo mới đi qua nước ngoài bày đặt trời ơi nước người ta vậy việt nam mình á xài về thẻ dễ với mẹ luôn mà không xài không phải không phải là người dân người ta không biết biết đâu mà tiện lợi ai cũng thích đó, đó. đừng nói người ta ngu đưa cái iphone 10 coi nó bấm như cái máy luôn á mẹ con nít bây giờ hả ba bốn tuổi là nó cầm phone nó bấm còn hơn là cái máy nữa đừng nói nó ngu đừng có đừng có dội chửi dân ngu mấy thằng mới chân ướt chân ráo mẹ mới đi được có thằng vòng mà. đi qua mỹ qua châu âu đồ này kia à, mới qua được chút xíu ở chưa nóng đít là bài đặt quay về hết dân mình dân trí còn thấp lắm tại vì đừng đó mấy đừng có nói kiểu đó không phải dân ngu đâu tụi mày mới ngu á đó mấy dân khôn lắm, đừng có giỡn Đó bây giờ con nít nè, 3, 4 tuổi, 7, 8 tuổi nè Dục cho nó iPhone 10 nữa coi, đưa cái iPad Pro nữa coi Đồ nó bấm như cái máy luôn Đừng có nói nó ngu, nó không biết xài Không phải là không biết xài Mà tại vì qua người dân đếch có tin Mà bây giờ chẳng lẽ người ta nói thẳng là tao đéo tin tụi bầy? Đúng không? Người ta chẳng biết, à, thì nó tiện Đại đa số vậy á Chẳng lẽ bây giờ người ta nói thẳng thôi tao đết tin thằng nào hết Rồi tao gửi, ngân, gửi tiền vô ngân hàng cho tụi bay có bữa mất làm sao nên không phải thôi ok 10 triệu thủ đây chắc cứu 10 triệu lận đây chắc cứu Ờ mới có được 30 triệu muôn lượng về rồi mới chùi chùi, chùi 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 Quấn rồi nhét Giữ bỏ tủ trong nhà chắc cứu Gửi cho tụi mày chứng chỉ vàng rồi mới gửi một ngày đẹp trời tự nhiên Ngân hàng phá sản má nhẫn ra lúc đó mới bốc hơi mới kìa Dân khôn Dân không có tin Nhưng mà tại người ta không có dám nói ra thôi Nói thẳng là vậy á Thành ra mới nói bài đặt ngồi Sứ của ta không có giao dịch điện tử Tại sao không giao dịch điện tử Nó có nguyên nhân của nó Chứ còn giao dịch điện tử gặp ở bên Mỹ Đế này Mấy cảnh sát giao thông ăn cám luôn á Đồ mới đi làm giấy tờ nhà đất Không có đồng bạc nào bỏ thư cho mày luôn á Mày đừng có giỡn thành đã chính bản thân tụi nó chính bản thân cái đám cán bộ mà gao găm cấu ké nó cũng đâu có thích đâu nói mà cái chuyện mà xài thẻ nhà băng là cán bộ không thích điều này rồi đó thành anh nói 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 cái miệng vậy thôi nhưng mà đâu có thèm làm luật đâu rồi bây giờ bây giờ làm bây giờ làm luật ăn cám mà bây giờ chẳng lẽ đi lên làm giấy mà. bây giờ người ta đâu có miếng mà xài thẻ chỗ nào tiện lợi đổ xăng xài thẻ Ô, ờ, mới đi ăn xài thẻ vô nhà hàng trả bằng thẻ thì ở đâu có xin bánh mì không có có bánh mì cho mày ăn luôn đó. đừng có nói mà ở đây có ở đâu ra không có cái bao thơ năm 10 chai ở chỗ đâu con quên đi chẳng lẽ bây giờ ăn hối lộ đưa máy cho mày cà hả không có đâu quên đi bưởi thành ra người dân là cái vấn đề là người dân không có tin chứ không phải là giao dịch không có rộng gì hết đó nhìn vô cái tỷ lệ người dân á, cái nước nào á mà người ta xài tiền mặt nhiều á là cái nước đó chính phủ nó tè lẽ học me hết á quý vị cho em thấy không <laughs> bây giờ nếu mà xài thẻ giống như tôi bây giờ ra đường nè tôi móc trong bóp tôi ra nè không có đồng bạc nào hết lấy con mẹ gì ăn ăn cái gì giờ chẳng lẽ nói bây giờ hối lộ móc thẻ ra cho mày cà hả nè lấy nhiều đưa máy đây hả làm gì có tôi đi ra đường cũng vậy thôi trong bóp tôi cũng có đồng bạc nào đó thiệt thật sự luôn á có được giỏi lắm thì chừng mấy tờ bữa nào ngon ngon lắm thì có chừng đường trăm đô năm tờ hai chục còn không chả đủ đủ uống, uống cà phê bậy bạ đồ ăn hủ tiếu quán việt nam thôi làm gì có tiền thì muốn mua gì thì lên bấm mẹ nó mua còn không đưa cái phone vuốt một cái cái phone nó cũng dính vô trong đó luôn rồi cái đó cái chuyện đó việt nam dư sức làm tại sao dân việt nam không xài tôi đố quý vị luôn á cái đó là cái niềm tin của nhân dân chứ nó không có gì nữa nhưng mà tại người dân người ta không dám nói ra đó bây giờ bây giờ bây giờ cái à, bây giờ giống như kiểu như tôi bây giờ có mày có muốn tao 10 triệu tao cũng có 10 triệu nữa chẳng lẽ giờ ăn hối lộ kêu chuyển khoản À, mà đã vậy còn trả trả mà trả bằng thẻ hả đi về hả Cà chớn hả tao suy nghĩ lại về tao bấm lên ngân hàng tao đâu cancel khỏi chuyển tiền cho mày luôn bà cố nội mày luôn cũng không có lấy được nữa tao nữa thấy không quý, vị em thấy không thật sự vậy đó mà quý vị biết đâu dân mỹ đế nhất là ở mấy ở trong cái khu châu á còn xài tiền mặt chứ dân mỹ đế mà ở mấy cái khu mà ở mấy cái khu mà là lớn lớn nữa đó không có đồng bạc luôn á thấy đi xe bự bự không có thằng nào có tiền hết đó, đó bây giờ có chĩa súng nữa đi nữa rồi mày kêu có tiền cũng không có nữa đưa cái bóp không nè mày lấy lấy được lấy đi làm gì có tiền thành ra ở việt nam mình á, là trong nhà ai cũng vậy thủ thủ luôn ngồi đếm 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 vậy đó ký ca cứ cỡ hai ba triệu hả 35 triệu thôi ra mua một lượng chó gọn về 10 miếng quấn quấn, quấn băng keo vậy nè ha mười miếng 10 miếng xếp vô cái hộp thịt Ở nhà nào ngon ngon, nhà hai ba tấm đi làm cái cục gạch rồi dở cục gạch lên nhét ở dưới đó. Chứ ngu gì để trong đó lỡ một ngày đẹp trời mất tiêu rồi. dân người ta biết rồi, rủ kinh nghiệm mà quánh tư sản ba lần rồi. Ông phải đổi tiền ba lần quánh tư sản hai lần nữa sạch gạch rồi. Khôn rồi. Đúng không quý quý vị, quý vị nên không? mà mà đâu đâu có ấy đâu tại sao tại sao vậy tại vì cái vấn đề nó là như vậy còn ở việt nam á thấy không ở ở việt nam mình á là cái kiểu khổng cộng á, kiểu của của, của, của mấy khổng cộng á là có tiền là dỗ gì nè nghe phải để cầm cọc cọc gì nữa. nhìn vô là thấy dơ liền à chỉ có cái quốc gia không có phát triển mới xài tiền cục 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 thôi nói vậy thôi à những cái tư duy con người cũng vậy đó quý vị biết rồi đó việt nam phá sản đó, rồi đền bao nhiêu bây giờ cái luật bảo hiểm sao tụi người ta gửi mấy tỷ đền 75 triệu hả à? ăn cám luôn hả à? đó là cái nguyên nhân nói đừng có đặt câu hỏi bà mẹ nó tu ghét nhất mấy cái thằng bày đặt mẹ mới vừa đi không biết tụi mày đi được bao nhiêu nước nữa mày đặt ngồi ở xứ người ta xứ người ta nô no. tôi đây nè người Việt Nam ở nước ngoài nè không bao giờ dòm đất nước bằng cái con mắt đó hết phải nên nhớ là người dân Việt Nam cực kỳ khôn với bất kỳ thời điểm nào sống cũng được cái đó cực kỳ khôn nên nhớ một điều như vậy cực kỳ khôn nha đừng có giỡn đâu sống với việt cộng khôn lắm có mồi cho nói cũng nói nữa im im dạ 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 thấy em không biết vậy đó không phải không biết đâu mày mày môi được mới sợ có mấy thằng bày đặt mới đi nước người tan gì gì nè không phải đừng có thấy như vậy là tại vì cái đó là nước của người ta còn cái nước của mình á, là tại vì sống với việt cộng thành ra dân người ta khôn lắm người ta không có muốn người ta không có muốn là bỏ cái đồng tiền vô trong đó rồi tự nhiên đùng một ngày mà đẹp trời nào mất rồi bây giờ nó gửi tiết kiệm gửi cái này cái kia nữa đúng không đừng có nhìn cái đất nước bằng cái con mắt đó phải nên nhớ tại sao cái lòng dân nó làm sao đó thì là một vài cái cái ý kiến của quy vậy thôi quy đọc tờ báo quy thấy như vậy quy thưa chuyện cùng với quý vị thôi ok ô tin thế giới hả tin thế giới hồi nãy quy nói rồi coi lại đi chưa coi hả coi lại tin thứ nhất trong ngày hôm nay làm ba cái rồi ừ à dạ thì thì mình nhân mình chuyện đọc gì nhưng mà mình ngồi mình nghĩ mình không biết là cái lợi cuối cùng mình không biết là hội thủ tướng học ai thủ tướng học tiếng tàu từ hồi nào đi đi hội nghị AGM ông ông tập cận bình nói với tôi trung quốc thanh toán điện tử tám bốn phần trăm giác ma nói với tôi nè giác ma của alibaba nói với tôi nè mày nghe qua bên kia nghe tiếng anh không biết mà nói tiếng tàu hiểu cũng sợ luôn ok <laughs> đó là một vài cái thông tin thì các bạn sẽ biết đó, các bạn qua cái tin này nữa các bạn sẽ coi thử động thái trong những cái ngày tới nó như thế nào không thì mình 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 mới mới biết được ok bây giờ cũng là thôi 12 giờ rưỡi ở bên mỹ rồi ừ bye bye anh chị em cái tin cái tin về bot người ta đăng hết trơn rồi ừ thành ra là mấy bạn quý vị anh chị em muốn theo dõi vô trang của nhà báo trương châu hữu danh coi đi đủ nên tôi ngồi tôi đợi 4 tiếng đồng hồ tôi không biết tôi chưa biết gì nữa để cho nó xong đi rồi mình mới tổng hợp lại chứ còn mỗi ngày mỗi đưa lên tôi đưa tôi ngồi tôi coi livestream 4 tiếng đồng hồ tôi mệt quá chừng à tôi cũng không biết ổng đăng cái gì nữa rồi tôi phải ngồi tôi đợi rồi tôi phải tự tôi lục tôi coi rồi đấy trời ơi ai mà ngồi mở cái livestream hôm bữa tối á quá trời người nhắn cho mình anh quy ơi boss nè anh phải lên tiếng lên tiếng tôi vô tôi muốn lên tiếng cái gì á tôi ngồi tôi bật cái livestream anh tôi đợi ổng livestream mà tôi ngồi tôi nghe ủa cứ chiếu cái hàng rào chiếu hoài cái mình nói ủa mình đợi nói ủa sao không nghe ổng nói cái gì hết trơn vậy ta cái ổng cứ để cái hàng rào ổng để hoài ủa mình ngồi mình đợi cái vụ đó gọi xong đến rốt cuộc á là bốn tiếng hồn sau rồi bắt đầu tôi chạy qua bên cái trang của ông quỳnh long tôi ngồi tôi coi tôi coi đã hồi cái tôi thấy cũng để cái máy đó để hoài cái nó nó nói được mấy câu rồi mình muốn nghe lại khúc đầu mình nghe không được mình cũng không biết cái gì vô gì hết á mà bà con nhắn tin mình giống như khủng bố vậy đó bot có biến mình thấy ủa biến gì tôi cũng không biết gì nữa rồi phải đợi đi vô kiếm mấy cái bài đọc á mà nó cũng mình nói thôi kệ nó bây giờ cái vụ này để cho nó nó nhiều nhiều đi rồi gom lại quýnh lần luôn chứ bây giờ tôi ngồi cứ ngày nào cũng ngóng mà bà con lần kéo mình lần mấy trăm người á vô coi mà vô ngồi coi bên này mình thức thấy mẹ luôn ở à, tôi ở bên mỹ mà tôi đâu phải ở việt nam đâu họ kéo vô cái giờ việt nam trời ơi mình thức trắng con mắt mình luôn mình ngồi mình đợi hoài mình không biết cái gì là cái gì hết á ngồi đợi mà cái vụ livestream mình đâu có kéo lại cái lúc đầu được đâu Ờ ừ, anh đã phải vô phải lục và phải tự coi ok Rồi cái vụ boss đó sẽ bổ sung cái thông tin này trong vòng mà à, Coi như để từ từ đi mình sẽ tổng hợp lại mình quýnh lần luôn Thì cái bị giam lỏng nhưng mà không có biết nó là làm sao Đầu đuôi câu chuyện Không có ai thuật cho nghe trong vòng 5-10 phút à, Câu chuyện là bắt đầu từ dền dền về tới dền về Thì có nó phải có một cái bài viết đàng hoàng hay là cái gì á Hôm bữa vô coi từ bữa giờ không nắm được rõ đại khái mình biến vậy mà nói tầm bậy thì cũng không được ừ thì mươi like 24 24 24 24 sao nghe trời ơi trời mà mấy ổng mà ngồi trong xe mấy ổng cũng mệt nữa 24 tiếng đồng hồ mà kêu mấy ổng nói chắc mấy ổng nói nổi tôi mới sợ ấy. thì từ từ mình mới coi thành ra mấy bạn thấy tại sao mấy cái đài lớn người ta chưa đưa tại người ta chưa có nắm rõ cứ ngày nào cũng like hoài like lên like xuống like chơi lên xuống mà vô mà đợi mà coi livestream mà 4 tiếng đồng hồ chắc chết luôn rồi mình cũng không biết cái đoạn nào đoạn nào nữa hai cái giờ nó khác nhau mà ừ thì là biết là quá hạn ba mươi mấy tháng là quý vị nắm được hết rồi quý vị kêu tôi nói cái gì nữa từ từ để nó đi mình phải coi ở cái bot đó của ai tại sao ai là cái người đứng phía sau đó rồi cái nguyên nhân tại sao là mình mới từ từ bắt đầu mình mới đánh được phải gom đủ thời thông tin chứ ủa nhiều người kéo mình vô kêu mình nói cái chuyện đó mình nói từ, từ từ cái người ở đó người ta nói người ta nói còn rõ tôi tôi ở ngoài này mà kêu tôi nói cái chuyện đó tôi chưa có nắm rõ được trong khi đó cái người mà họ người ta đang còn lâm nạn ở đó người ta đang ở đó người ta tường thật trực tiếp ở đó mà người ta còn nhà báo nữa mà người ta chưa đưa được thông tin nữa sao quy biết được hai cái chuyện nó khác nhau hoàn toàn đúng không Ừ thì đó thì thì từ từ đi để cho nó xong đi rồi mình thấy mình coi bắt đầu mình mới tổng hợp lại rồi mình mới có được cái ý kiến của mình được chứ ừ ok <laughs> bye bà con xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong cái livestream kế cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hãy bấm đăng ký và bấm vào cái chuông để cập nhật tin mới nhất